Gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội diễn ra ngày càng phổ biến, gây ra nhiều hoang mang cho người sử dụng. Theo thống kê của Facebook, tại Việt Nam, hiện có khoảng 30 triệu người dùng mạng xã hội này, trong đó có đến 20 triệu người dùng thường xuyên mỗi ngày. Và vì thế, thì Việt Nam là một trong số những nước có số lượng người dùng Facebook bị tấn công vào hàng lớn nhất thế giới. Hãng bảo mật Kaspersky cho biết là Việt Nam nằm trong top 10 nước của thế giới về khả năng mất an toàn thông tin khi truy cập mạng. Trong đó, mạng xã hội Facebook đang trở thành mảnh đất màu mỡ nhất cho tin tặc khai thác lừa đảo. Theo thống kê chưa đầy đủ của các chuyên gia bảo mật, thì có thời điểm trung bình mỗi ngày có khoảng 100 đường link khiêu dâm được lập ra để lừa đảo người dùng Facebook tại Việt Nam.